kỳ lạ của bà sở hữu bộ tóc rồng dài gần 3 mét. Cụ Nghiên ở Thanh Hóa khiến nhiều người không khỏi tò mò, thích thú với bộ tóc rồng dài gần 3 mét của cụ. Điều đặc biệt, kể từ khi sở hữu bộ tóc kỳ lạ này, cụ bà có một sức khỏe rất tốt, xuất hiện nhiều biệt tài lạ. Tên thật của cụ là Trịnh Thị Nghiên, 81 tuổi, trú tại thôn 12, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa. Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến nhà cụ Nghiên để được mục sở thị về bộ tóc dài kỳ lạ này. Đã ở cái tuổi bát thập, nhưng trông cụ còn khá khỏe mạnh, minh mẫn. Cụ Nghiên kể rằng, khi sinh ra, tôi cũng như bao cô gái khác, phát triển bình thường. Đến năm 1995, một hôm tôi thấy trên đầu có biểu hiện khó chịu và buồn buồn ở da đầu. Không lâu sau thì thấy trên đầu xuất hiện một búi tóc to bằng đầu ngón tay cái, cứ xoắn cuộn lại. Thấy vậy, tôi ngồi gỡ tóc ra thì được một lúc sau, búi tóc lại cuộn cứng lại như cũ. Lúc búi tóc mới mọc ra thì có bị ốm một lần. Nhiều người khuyên tôi nên cắt đi, nhưng tôi nghĩ trời sinh ra thế nào thì để thế đó. Mỗi năm nó dài ra một tấc, đến nay đã 22 năm, búi tóc dài gần 3 mét và ngày một to ra. Mỗi khi đi đâu, tôi cứ lấy khăn cuộn lại vì nhiều người thấy lạ, lại sờ vào, phiền lắm. Cụ Nghiên chia sẻ. Qua quan sát, toàn bộ bộ tóc của cụ Nghiên dài gần 3 mét, các thân tóc bện chặt vào nhau và có màu nâu vàng. Hiện, ngoài búi tóc dài, còn xuất hiện thêm một vài búi tóc nhỏ đang hình thành giống hệt như búi tóc mà cụ sở hữu suốt 22 năm qua. Theo lời cụ Nghiên, kể từ khi xuất hiện bộ tóc lạ này trên đầu thì sức khỏe của cụ khá tốt. Tuy nhiên, cuộc sống sinh hoạt thường ngày cũng vì búi tóc này mà trở nên khó khăn hơn. Cứ 3 ngày, cụ phải gội đầu một lần, mỗi lần gội phải mất gần 1 giờ để vo tóc. Chị Phạm Thị Luyến, 38 tuổi, con dâu của cụ Nghiên cho hay: tôi về làm dâu được 15 năm nay, nhưng bộ tóc lạ của mẹ tôi đã có từ trước đó nhiều năm rồi. Thực ra, cũng chỉ khó khăn mỗi lần đi gội đầu, chứ cụ còn khỏe lắm, lại minh mẫn nữa, thậm chí cụ còn đọc được sách. Mỗi khi đi đâu, cụ luôn thu hút mọi sự tò mò, chú ý từ mọi người bởi mái tóc của mình. Điều đặc biệt hơn, từ khi có bộ tóc này thì cụ Nghiên xuất hiện một vài biệt tài lạ. Đáng kể nhất đó là có thể nắn xương, khớp, cơ. Hễ ai đang có biểu hiện đau cơ, đau lưng, đến cụ nắn một vài lần là bớt đau.